rất là thanh, rất là ráo tai. Khoái cái vụ giòn giòn này quá ha. Nghe nó giòn giòn. Xin chào quý bà con thân yêu, mình là Hoàng Oanh đến từ siêu thị cây giống Willow Farm. Lời đầu tiên Oanh xin phép được cảm ơn quý bà con chúng ta đã dùng những cái tình cảm yêu thương chân thành dành cho Oanh cùng với đội ngũ của siêu thị cây giống Willow Farm. Ngày hôm nay để đáp lại tình cảm yêu thương đó, Oanh lại tiếp tục giới thiệu cho quý bà con chúng ta hành trình về nhãn long Phụng Châu. Hôm trước quay trái rồi đúng không? Rồi quay cây giống rồi phải không? Hôm nay là quay tại vườn, coi cái bông cái trái nó ra làm sao, và chúng ta sẽ nhờ anh Hùng, một anh kỹ sư cũng rất là lâu năm ở trong ngành sầu riêng, ngành bưởi và cả ngành nhãn. Hồi xưa nghe nói ảnh mua nhãn có 5.000 ký, sau đó ông bán được 18.000 ký, sao ông giàu quá trời luôn mà con. Có ông Hùng không ông kể quá trời tôi nghe mà. Thì cũng có lúc bữa về bữa khác. Nói chung là cũng có những cái năm được mùa, tại vì nhãn hồi những cái năm trước mà lúc mà thời mà anh em của bên quanh còn nhỏ đó thì thấy có hay đi xuất khẩu, và hiện tại bây giờ nhãn, thị trường nhãn đang thiếu một loại nhãn rất ngon để có thể đáp ứng được cái tiêu chí sai trái, dễ làm trái, trái đều, trái to, nặng ký. Và đặc biệt là cái kích thước đường kính của nó đạt chuẩn để có thể xuất qua Mỹ và châu Âu được. Đó, bà con thấy đây, trên tay quanh đây là một cái chùm nhãn long Phụng Châu. Này là hoàn toàn không có thuốc gì hết nha bà con. Và trái nhãn thì khi quanh đến thì nó hơi chín rồi, nên bà con thấy cái màu sắc của nó hơi sạm xíu. Nhưng thật sự ra khi mà quanh mở ra bên trong, đây quanh đều bước một trái nhé. Quanh mở bên trong bà con cũng đang cầm giùm em nhé Hùng. Nha nha. Rồi, anh nghe sẵn sàng ha. Mở nha. Đây. Được chưa? Bà con thấy rõ không ạ? Rất là đẹp và rất là đẹp và rất là ráo tay. Đây luôn ạ. Dậy cơm đi. Đây luôn ạ. Đây bà con thợ mở ra giống như một cái bông vậy đó. Giống như một cái bông ba cánh. Thôi bỏ bà vỏ ra đi nè. Vậy đi, đó. Đây. Đây là nhãn Long Phụng Châu nha cả nhà nha. Một cái tên rất là dễ thương, rất là mỹ miều. Long Phụng Châu, một cái trái nhãn có như vậy thôi mà nó ra được như đây cơm nè. Và cái hạt nhỏ xíu à, khủng khiếp không ạ. Và ăn thì rất là ngon nè. Rất là giòn, rất là thanh, rất là ráo tai. Khoái cái vụ giòn giòn này quá ha. Nghe nó giòn giòn. Anh cũng đã có nhiều cái kinh nghiệm trong quá trình làm nhãn rồi đó. Em biết hồi xưa anh cũng trải qua rất là nhiều các loại nhãn khác nhau. Nhưng mà khi anh đến với cái nhãn Long Phụng Châu này thì đầu tiên thì anh cảm thấy như thế nào khi anh được trải nghiệm qua cái trái. Rồi sau đó là khi mình tiếp đến cái vườn mình đang xử lý bông, xử lý trái đó, thì anh thấy nó như thế nào? Để bà con chúng ta có một cái nhận định chính xác hơn. Tại vì thật sự ra cái miếng đất của bà con chúng ta rất là quý. Quý về cả cái thời gian sử dụng đất, cả về công sức của bà con và cả niềm tin và hy vọng của bà con nữa. Nên là khi thực hiện video thì em muốn chia sẻ rất là cụ thể và rất là thực tế để quý bà con chúng ta có một cái hình dung. Và anh em mình thì trước giờ có sao nói vậy, nên là con sao anh cứ nói vậy để bà con chúng ta dễ hình dung về cái cọ nhãn Long Phụng Châu này nha. Cái thứ nhất á, là nó rất là dễ trồng. Dạ. Cái thứ hai là nó dễ thích hợp trên mọi vùng đất. Rồi cái mình tới thời điểm lớn và làm bông nó cũng rất là dễ. Nó không có khó khăn như những cái loại giãn khác. Và đặc biệt cái là nó không bị đầu lân, chổi rồng. Dạ. Cái bệnh chổi rồng là cái bệnh sao mà em thấy rất là nhiều bà con chúng ta sợ hãi khi bị cái con nhện nó tấn công á anh. Là nó, cái chổi rồng nó sẽ biểu hiện ra sao anh? Cái chổi rồng á là cái lý do gây bệnh á là do con nhện lông nhung. Dạ. Nó gây ra. Nó lúc mà cái đọt mình nó ra, nó bu trên đó đó, nó làm cho cái đọt mình nó không phát triển được, mà nó co quéo lại, không nở ra được. Và nó làm cho trái mình không có đậu được đúng không? Nó biến dạng rồi. Nó làm cho cái đọt mình nó hư rồi thì cái bông nó đâu có ra nên được. Nên là có quéo mình thất bát luôn. Làm thất luôn một mùa đó. Dạ. Rồi bắt đầu mình phải cắt tỉa dọn sạch sẽ vườn, mới đem ra đi chỗ khác. Rồi tới mùa mình xử lý thuốc không kỹ thì nó lại đánh tiếp. Rồi coi như là mất chì lẫn chài luôn. Mất luôn. Và coi như là tháng đó là không có tiền cho con đi học còn luôn. Đặc biệt cái thằng Long Phụng Châu này thì nó không có, nó kháng được cái con nhện lông nhung. Rất là hay. Từ lúc mình làm tới giờ là mình cũng không phân thuốc gì nhiều, không xịt sâu gầy gì nhiều, nhưng mà cái con nhện lông nhung nó không tấn công vô cái cây này, thì cái cây này cái sức đề kháng của cái con nhện lông nhung rất là cao. Tức là kháng được cái virus truyền qua từ con nhện lông nhung. Anh ơi, em thấy những cái chùm trên này nó rất là sai trái nè anh. Về khi mà mình so sánh á,
thì so sánh với những cái loại nhãn khác thì anh thấy số lượng trái như vậy đạt không? Chứ em thấy em cầm trên cái này từ nãy giờ nặng lắm. Hồi nãy em cân đó, mấy anh em mình cân là được 41 trái nhãn Long Phụng Châu là đã 1 kg, trong khi nhãn xuồng nó phải tới năm mấy quên ta. À, nhãn xuồng tới 55. 55. Đó, thì anh thấy cái này ở trên một cái này là đã đạt không anh? Đạt dữ cái không? Cái tỷ lệ mà bông với cái trái hiện giờ là nó đang đậu á. Ừ. Thì hiện trạng như bây giờ là năm nay là cái thời tiết rất là khắc nghiệt, mưa rất là nhiều, nhưng mà cái tỷ lệ mà đậu bông của đậu trái của thằng Long Phụng Châu thì rất là cao. Dạ. Em thấy nè, đây là những cái trái nó đã sổ nhị xong nè. Là đậu rồi đó không là, anh? Là nó đậu rồi nè. Chù qua cái chuồng này quá trời quá đất luôn nè. Nhưng cái chùm này mà nó đậu mà đạt ra ngoài, cái chùm này khoảng tầm 2 kg trở lên. 2 kg trở lên, nhưng mà chắc mình phải tuyển bớt trái chứ, mình để nhiều quá trái nó không được, nó nặng cái đùm. Cái trái nhãn tự nó so hả? Tự nó so, tự nó rụng ha. Trời ơi, quá trời quá đất, mà không phải chùm này không đâu, anh Duy có thể quay những cái chùm khác cho quý bà con chúng ta cùng xem. Có nhiều. Như cái cây này là nó sổ nhị, nó ra bông trước, nó sổ nhị trước bữa hai bữa nè. Còn mấy cái này là nó đang sổ nhị sau nè. Những cái chùm bông nó rất là còn, trái nó còn nhỏ hơn. Ừ. À, nhỏ. Còn bên đây thì trái nó đã bự rồi. Trái bự rồi đó. Ừ. À, rất là tuyệt vời. Thì bây giờ cái giờ là nguyên cái vườn nhãn này rất là nhiều ha, để chua 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 vô trong này. Và con thấy cây nào cũng như cây đó hết trơn nè. Đây nè, ra quá trời quá đất nè. Mình làm cho nó ra bông đồng loạt mà. Dạ. Cái này em thấy nhãn thường thường hay cái độ gốc, mà hôm nay thời tiết khó khăn vậy chắc cũng phải xử lý chút xíu hả anh? Thì thời tiết hôm nay nó cũng khó. Nó cũng tương tự như các loại nhãn khác, nhưng mà mình không xài cái MKB thôi. À. Này mình cũng đợi cái cơi đọt nó vừa lộ thì ở dưới mình gãi tạo mầm. Ừ. Và 10 ngày sau thì mình tưới thêm cái thằng siêu kích bông. Dạ. Ở trên mình cũng kết hợp mình xịt luôn. Dạ. À, từ 25 tới 30 ngày sau thì lá nó bắt đầu nó già lại, thì bắt đầu ta bắt đầu phanh vỏ. Phanh vỏ khất gốc. Khất cành chứ không phải khất gốc. Khất cành. Thằng nhãn thì nó có khả năng liền mà. Thế này. Thì mỗi một cái cành lớn, tùy theo cành lớn cành nhỏ thì mình khất nó khoảng từ 20 đến 30 xăng. Dạ. Là mình khất như vậy để mà nó không có vận chuyển nước và chất dinh dưỡng lên hay sao anh? Đúng rồi, để nó tập trung, nó tạo mầm bông ở trong thân. Nó hạn chế cái nó hút chất dinh dưỡng và nó đưa nước lên nhiều. Trời ơi, anh nghe như vậy. Coi cái chùm nhãn này nó chưa có đậu trái, nó sai quá trời quá đất luôn nè mọi người. Chùm nào cũng như chùm đó luôn, nên kết quả nó mới ra được những cái chùm nhãn như thế này chứ. Cái số lượng bông nó ra rất là đều và bông mập, bông kéo dài. Cái này là 2 năm 3 vụ đó anh. Tức là thằng này cái khả năng tái sinh của nó để phục hồi và đẻ rất là nhanh. 2 năm 3 vụ, thằng này cũng ra sớm nè. Quanh sẽ quay liên tục cái vườn này cho quý bà con chúng ta xem. Và đó là những cái nhận định rất là chi tiết và rất là trách nhiệm của anh Hùng khi anh Hùng đã tham gia về nhãn khá là lâu. Tại vì anh em quanh là tham gia nhãn từ lúc mà còn nhỏ, là quanh thì đi học, còn anh Hùng thì ở nhà coi vườn. Nên bà con chúng ta sẽ thấy là anh có độ cọ sát với nhãn rất là nhiều, và ông cũng buông nhãn nữa. Nên là khi mình buông nhãn thì cũng phải mình lặt nhãn đúng không anh? Mình lặt cái chà đồ này kia thì mình sẽ cảm nhận được cái nhãn Long Phụng Châu này nó sai trái như thế nào. Trên tay quanh đây là cầm hai chùm. Ở dưới quê quên gọi là hai đùm, hai chùm nhãn Long Phụng Châu, và bà con thấy nó rất là sai. Cái này thì nó sai giống như bòn bon luôn, nhưng mà theo quanh thì nên lãi bỏ chút xíu cho nó cái chùm nó thông thoáng. Còn cỡ như vậy là vừa nè, có một chùm như vậy là quanh thấy rất là vừa. Và thiệt cái cơm nó giống như đầu video quanh mở cho quý bà con chúng ta xem. Ông Nghi hồi nãy ông ngồi trên bờ là ông ăn miết luôn, kiểu như quanh không thấy ông ăn cái trái khác nhiều mà ông quanh thấy ông ăn cái trái này nhiều. Ngộ thiệt. Cái thằng nhãn này nó rất là dễ, cứ mỗi một cái đợt trái vậy á, mình cắt xong, hái xong là bắt đầu bấm tỉa gùng nhánh cho nó vô. Yeah. Thì nó ra được hai cơi đọt là bắt đầu mình làm tiếp. Hai cơi nếu đọt. Không phải như sầu riêng tới ba cơi. Vậy nó là ra được hai cơi đọt là già đọt cái đọt cơi đọt thứ hai bắt đầu nó già lụa cứng lụa là bắt đầu mình xử lý được. Tiếp. Anh, nếu mà cái nhãn Long Phụng Châu này nó dễ xử lý trái như vậy á, mà trái đặc biệt trái nó sai và nó đẹp và nó ngon như vậy nữa, mà 2 năm 3 vụ, tức là cái khả năng phục hồi và sinh sản của nó rất là cao như vậy, thì em thấy bên cạnh cái nhãn xuồng tím là một cái nhãn có về màu sắc rất là đẹp, nhưng mà về cái độ ngon thì không hẳn là nó ngon lắm nha. Thì cái thằng nhãn Long Phụng Châu này nó sẽ làm giúp cho bà con chúng ta, những nhà vườn sinh thái phải wow rất là nhiều. Tức là bà con chúng ta trồng kinh tế là ok rồi, mà những cái nhà vườn sinh thái mà cần có trái liên tục và cái trái đặc biệt
trái ngon, trái sai. Và những cái trái mà thấp thấp như vậy nè, mà những cây thấp thấp như vậy đã có trái nè, tức là tầm 2 năm là Long Phụng Châu đã có trái rồi, và trái rất xa như vậy nữa. Thì em thấy là cái vụ mà làm kinh tế, làm sinh thái, kinh tế luôn khá là ổn đúng không anh? Đúng rồi, làm cái hệ sinh thái thì cứ em đi xây dòng mà 2 năm 3 vụ vậy thì cái thời điểm mà cái trái nó ra liên tục. Thì cứ cách khoảng chừng tầm 3 tháng là bắt đầu có cơi bông, cơi tái tiếp. Dạ, tức là ra bông như vậy thôi đã thấy đẹp rồi á. Thiệt sự là hồi nãy giờ á, nếu anh Nghi anh quay được cái khúc này, do anh em bên quanh thì dùng sử dụng những cái công cụ, dụng cụ rất là bình thường, không có phải sử dụng công cụ gì mà tân tiến để quay live cam cho bà con chúng ta xem đâu, sử dụng một cái điện thoại rất là bình thường, nên bà con thấy là có cái những cái góc quay rất là hạn chế. Nhưng nếu với bà con chúng ta nhìn bên ngoài thì thấy nguyên một cái này nó trắng tươi trắng giả luôn, và cái này thì trồng hơi khít đúng không anh? Trồng hơi khít do mình cũng ham á, đất mình ít, không có tiền mua đất đó bà con, đất hơi ít nên là ham trồng khít nhau mà nó vẫn đạt được những cái giá trị như thế này, thì Quỳnh cảm thấy rất là hoan hỷ và cảm thấy rất là hào hứng để muốn chia sẻ cho quý bà con của chúng ta về cái giống nhãn mới Long Phụng Châu này. Trái vừa ngon, trái vừa sai, ăn ngon, đáp ứng được là trái sai, trái ngon, nặng ký, trái bự, cơm dày, không có nước, rồi khi mà chín quá thì không bị chua, rồi cái da thì đạt được cái màu sắc gọi là giữ được màu lâu, không bị xỉn màu như indoor, rồi là dễ xử lý trái, không bị đầu lân, và đặc biệt là 2 năm 3 vụ, không phải loại nhãn nào cũng 2 năm 3 vụ, hoặc là có nhưng mà năng suất thấp đúng không anh? Có thì năng suất thấp. Thằng này thì bà con thấy rồi đó, là một chùm như vậy, một em thấy nãy giờ này em cho cũng khoảng được 800 gram đó, 41 trái là 1 ký nha bà con nha, khủng khiếp nha. Còn nhãn xuồng là 55 trái mới được 1 ký. Nên là quanh thấy Long Phụng Châu nó sở hữu rất là nhiều các cái đặc điểm nổi bật. Và cũng như theo cái góc nhìn về kỹ thuật của anh Hùng, thì anh Hùng bà con cũng tiếp xúc qua nhiều video rồi, thì anh bà con cũng biết là bên quanh thì cũng nông dân không à. Thì nhận định như thế nào thì chia sẻ như vậy cho quý bà con chúng ta hình dung. Còn nếu quý bà con chúng ta muốn tham quan, tham khảo thêm về loại nhãn này, hiện tại bây giờ nó đang bông và một cây thì nó đang cho trái, thì trái trái này thì Quanh cũng hái hết rồi. Quanh sẽ quay video để làm tư liệu lại gửi cho quý bà con chúng ta xem. Còn những quý bà con nào đang có ý định trồng nhãn và trồng những cái loại nhãn đỉnh của chớp như vậy thì bà con chúng ta có thể liên hệ với Hoàng Anh để Quanh tổ chức một cái tour, mời nhiều quý bà con chúng ta tham quan cùng một lúc. Tại thật sự bên quanh cũng khá là bận, bên quanh rất là nhiều dự án đang phải quản lý, nên là ví dụ bà con chúng ta quan tâm thì có thể tổ chức thành một cái tour để chúng ta cùng nhau trải nghiệm và cùng nhau chúng ta thấy cái sự lớn lên, cái sự đậu trái, cái sự dễ đậu của Long Phụng Châu, để chúng ta đặt niềm tin vào nó, chúng ta phát triển nó một cái loại nhãn của Việt Nam nha bà con nha. Đúng không anh Hùng? Đúng. Cảm ơn anh Hùng, cảm ơn anh Nghi, cảm ơn anh Chương và cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả những quý bà con chúng ta đã dành rất là nhiều cái tâm tư, tình cảm cũng như nỗ lực để thực hiện một cái video rất là giá trị như thế này. Thật sự ra khi Quanh đi vườn, Quanh thực hiện cái gì đó mồ hôi và công sức cũng rất là nhiều, nhưng những cái đó nó không có là gì so với cái công sức, so với thời gian, so với chi phí, so với tài chính mà quý bà con chúng ta bỏ ra. Nên anh em bên Quanh thì rất là kỹ trong cái việc mà nhận định về một cái loại giống cây trồng gì đó để đưa ra thị trường. Còn bà con hỏi bên Quanh là cái giá nhãn Long Phụng Châu trên thị trường hiện tại giá như thế nào thì thật sự là Quanh chưa có trả lời được bà con chúng ta giá đâu. Nhưng nó ngon giống như thanh nhãn, tại vì thì chúng ta cứ định giá bằng thanh nhãn đi. Nhưng năng suất lại gấp đôi thanh nhãn thì bà con chúng ta cứ nhân lên dùm Hoàng Anh nhé. Quanh thấy một số farm như thanh nhãn ở Củ Chi đang thành công rất là nhiều và rất là rực rỡ, thì Quanh nghĩ Long Phụng Châu nó sẽ thành công gấp đôi như vậy. Kính chúc quý bà con chúng ta sớm tìm ra được cái giống cây trồng phù hợp với vùng đất của mình, và bên Quanh Nguyện sẽ đồng hành với bà con chúng ta. Vì Willow Farm đang hành động phục vụ cho 10 quý bà con trở nên giàu có nhờ cây trồng giá trị cao. Nên quý bà con chúng ta nếu đang cần trồng cây hoặc đang đã trồng cây rồi thì hãy liên hệ với Willow Farm sớm để chúng ta cùng đồng hành với nhau bà con nha. Xin chào quý nông gia và hẹn gặp lại. Bye bye. Chào.